thiếu nghe hả? Thiếu nghe. Nghe nó không có tăng cái a lại gia thức, không có tăng trí tuệ. Cái kiểu này là mê tín. Nếu chuyện dạy là mỗi người chúng ta phải ngồi thiền, phải nghe những cái kinh mà như bạn Phật Thành, có những người ta đọc á để mình hiểu những tầng trời rồi Phật dạy. Còn nghe mà cái clip mà Kiệt đọc kinh Nhật Tụng á, là chỉ là ban đêm bị nhà nào có ma thì mấy con ma nó mới không có phá mình thôi, chứ còn nghe cái đâu nhiều quá, cái đâu có lên trí tuệ đâu. Cái chỉ là hiền xuống một chút thôi, cũng giống như hiện giờ đang nóng 80 độ thì nghe cũng giống như thả nước ngoài đó, mát mát một chút nha. À, còn bây giờ tắt cái nước cũng nóng lên lại à. Còn mà tự mình học tu học á là mình giống như nằm trong máy lạnh, tự mình phải đọc chứ không phải nghe là giống như nước này à, đang thấy có nước ví dụ như vậy dễ hiểu. Nó mát nữa rồi chút à, thôi còn mình đọc mình mới hiểu. Nhưng mà cái đó nó có hiệu lực là cho mấy củ quyền mấy con dông á, nó né đi bớt. Dạ. Tùy theo con nha, mấy con chích nhé, còn mấy con gan sức mấy con ấy. Mấy con gan nó không nghe nữa, nó nằm nghe chung nhưng mà nó không có phá mình. Thường thường về tới nhà, có mình ở nhà, buổi chiều sau khi làm việc về là mở sư phụ nghe suốt, tới chừng nào đi ngủ thôi.